Em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lên clip số 55 nha các anh chị. Thì cũng có ít đồ nghề Nhật Bản giới thiệu cho các anh chị và các bạn ạ. Thì cái hình thức thanh toán bên em thì các anh chị nào chuyển khoản thì em bao ship, còn các anh chị nào ship code thì vui lòng gửi phí ship ạ. Em tin lương số điện thoại của em là 0394414400 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì cái kênh thì em vô cái mã số 1 là cái mã đầu tiên nha các anh chị. Mã số 1 là một cái, cho nên là cái cảo, cái eto kẹp nha các anh chị. Thì em cũng không biết là cái này nó kẹp để là kẹp cái hình thức như thế nào nha các anh chị. Thì em thấy eto rồi, vậy thôi chứ còn không biết nữa. Các anh chị nào mà mình biết sử dụng á thì mình mua về mình xài nhắn tin cho em, chứ còn cái này em cũng không biết là như... Thì em sẽ đo tất cả các cái hình thức có rộng của nó nha các anh chị. Thì cái này thì rộng nè, quay hết cỡ nha các anh chị, quay hết cỡ thì là 60 nha các anh chị, đó 60. Còn cái này em quay hết cỡ ra luôn, thì là em đo từ này cho tới đo từ cái cục đây nha các anh chị. Đó. Đo từ cục này thì là 22 nha các anh chị. 22. Còn cái phần này á thì nó hình thức của nó như vậy nha các anh chị. Thì mình quay thì hoạt động bình thường. Cái này cũng vậy nha các anh chị. Quay. Đó, quay vô. Thì quay vô nha các anh chị, đó thì nó quay vô, đó, thì nó như vậy. Thì cái này nó mắc cục nhựa chỗ đây nha các anh chị, mắc cục nhựa. Thì cái hình thức của nó là đó, quay, thì em sẽ quay hết cái tất cả những cái thứ cái gì cần thiết đó. Chứ còn cái này em không biết nha các anh chị. Em chỉ thấy tôi kẹp này, kẹp bằng hay kẹp làm gì thì em không biết đó. Thì quay hết rồi, thì nó thả ra như vậy. Thì để em đo cái chiều dài nha các anh chị, đo chiều dài thả ra như vậy. Thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, đó hết cài luôn, từ trên đầu xuống là 25. Thì cái phần rộng của này là cỡ 7 nha các anh chị, 7 sen. Thì cái hình thức của nó là như đó, cái hình thức của nó nha các anh chị. Thì mình đẩy xuống, mình đẩy cái này, mình muốn kẹp tới đâu thì mình đẩy theo tới đó, mình kẹp dàn ốc lại nha các anh chị. Đó, mình thả hết xuống thì mình muốn thả hết xuống đè xuống rồi đó, hình thức. Thì cái này là của Made in Italy nha các anh chị. Đó, Made in Italy. Thì em có hai cái cây giống nhau luôn nha các anh chị, cái hình thức hoạt động mà y chang nhau. Quả số 1, số 2 mà ghi lộn thôi chứ không phải chưa mãi. Rồi số 1, số 2 nha các anh chị. Đó, thì cái hình thức của nó hoạt động y chang nhau, nó cũng là Made in Italy. Thì em sẽ quay hình thức nó giống nhau nha các anh chị. Thì hiệu của nó là Swiss. Rồi mã số 1 250k, mã số 2 cũng vậy luôn nha các anh chị. Mã số 2 250k một cái. Mã số 1 250k, mã số 2 250k. Rồi. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. 345. Đó, 345 thì hình thức của nó này cũng còn khá mới luôn nha các anh chị. Đó, thì cái này cái còn tem luôn, cái chữ này tem luôn của Vercel luôn, tất cả ba cái đều của Vercel. Mũi này, đó, mũi rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Ba cái mũi thì em sẽ chiều dài rồi nó bằng nhau nha các anh chị. Thì em sẽ nói một cây thôi.
chiều dài của nó là 30 luôn ốc. À quên, 33 chứ. 33 luôn, từ trên cái mũi nhọn xuống tới ái luôn nha các anh chị. Tới này luôn là 33. Rồi thì cái hình thức của nó ba cây giống nhau luôn nha các anh chị đó. Thì nó còn tất cả những cái tem này. Cái tem thì của vừa sale luôn. Mũi rồi còn y chang. Thì em sẽ thử một cây số 3 đi. Số 3 này. Đó, hình thức hoạt động tốt nha các anh chị. Thì cái này là mình để như vậy thì là thành cây vít thục nha các anh chị. Còn mình dặn lẹ như vậy thì là một cây vít lắc. Lắc qua lắc lại. Để trên giữa thì là một cây vít thường. Đó, không lắc được. Rồi lắc qua. Rồi, vừa sale. Hoạt động tốt nha các anh chị đó. Em coi nè. Rồi mã số 3 200k. Tiếp theo là mã số 4. Hình thức cũng vậy luôn nha các anh chị đó. Thì em sẽ nói một cây như nãy thôi. Hình thức nó giống như cây số 3. Hoạt động tốt. Em sẽ qua cái hoạt động của nó thôi. Rồi. Mã số 4 200k. Và tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Mã số 5 này thì cái hình thức của nó cũng giống nhau luôn. Hoạt động như nhau. Rồi. Mã số 5 200k. Rồi tiếp theo là mã số 6 nha các anh chị. Mã số 6 là một cây vít. Cây này hiệu của Vercel nha các anh chị. Của Vercel. Đó, Vercel này. Japan. Thì cái này đầu dương nha các anh chị. Đầu dương này. Nhưng mà em sẽ coi kỹ cái mũi. Đó, mũi. Cái này là vít đóng nha các anh chị. Vít đóng. Thì không có làm điện được này, cái vít đóng này. Thì cái này chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Chiều dài là 25. Rồi mã số 6 120k. Tiếp theo là mã số 7 nha các anh chị. Mã số 7 là một cái cặp vít. Thì cái cây này là của Vercel này. Đó, Vercel. Da băng nha các anh chị. Thì cái đầu mũi của nó này. Đó. Cái này thì bên này cái mũi nó hơi bị mòn mòn xíu nha các anh chị đó. Còn tất cả đều đẹp nè. Cái này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Chiều dài là 20. Đúng rồi, chiều dài là 20. Là cái này là mũi dương. Còn cái này là mũi âm. Mũi âm nè. Thì cái này hiệu của nó là Annette nha các anh chị. Annette nè. Đó, có chữ Made in Japan. Thì cặp này là chiều dài của nó là 20cm nha các anh chị. Đó, tay cầm được còn đẹp hết nha các anh chị. Rồi, mã số 7. 170k. Tiếp theo là mã số 8. Là một cái cặp vít. Cặp này thì một cây là của Vercel da ben. Thì cái này là mũi này, mũi đẹp nha các anh chị. Đó. Còn cái này là của Power nha các anh chị. Đó, cái này là của Power này. Cái này thì mũi dẹp nha các anh chị, mũi âm. Đó. Power thì nó thép ở low steel luôn rồi. Thì cái này vết sale thì các anh chị ai cũng biết là vết sale rồi. Còn cái này của Power này thì cái hình thức của nó khá đẹp nha các anh chị. Chất lượng của nó các anh chị nhìn thấy đó, chất lượng đẹp. Rồi cái này chiều dài của nó là 25cm nha các anh chị. Để em đo. Đúng rồi, chiều dài là 25 này. Đó, một cặp này là 250k nha các anh chị. Cặp này 250k này. Đó, mũi rồi đẹp. Rồi mã số 8. Tiếp theo. Ủa, mã số 8, mã số 6, mã số 7, mã số 8 rồi. Mắc mẹ mã số 9 nè. Mã số 10 nha các anh chị. Mã số 10 là một cái cây vít của Sinblack Japan. Thì cây này nó là một cây vít lắc tự động nha các anh chị. Đó. Thì mình để chính giữa này.
thì nó là cũng một cái vít bình thường, không lắc. Rồi để bên này thì nó lắc qua lắc lại nha các anh chị. Đó thì cái này mũi nó hơi xấu nha các anh chị, cái phần mũi đó, mũi hơi xấu. Thì phần tay cầm được đẹp hết, tay cầm đẹp nhưng mà mũi xấu nha các anh chị. Thì em bán giá thanh lý luôn, mã số 10, 80k. Cái này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài của nó là 20, chiều dài 20. Cái hình thức mũi này em quay kỹ cho các anh chị xem nè, vẫn xài được nhưng mà mũi nó hơi xấu nha các anh chị. Đó. Rồi mã số 10, 80k. Tiếp theo là mã 11 nha các anh chị. Mã 11 là một cái cây này là của hiệu cái gì quên rồi ta. KTC nha các anh chị. Của KTC Kyoto Tone. Thì cây này khẩu của nó là 3/8 nha các anh chị. Khẩu của nó 3/8 thì chiều dài của nó là 15 nha các anh chị, chiều dài của nó là 15. Hình thức này còn khá đẹp nha các anh chị đó. Cái đầu khẩu rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Rồi KTC Kyoto Tone. Rồi mã số 11 nha các anh chị, 150k. Tiếp theo là mã số 12. Ủa, mã số 10. Trời biết lắm mà, mã số 8 rồi, mã số 9. Lộn rồi. Chờ em chút nha các anh chị. Mã số 9. Từ từ. Mã 11, mã 12. Thì từ từ tôi sẽ quay lại mã số 10. Mã số 8, mã số 9. 80k. Mã số 10. 150k. Mã 11. Rồi em sẽ quay lại cái mã số 9 nha các anh chị. Mã số 9 đi, rồi sau này quay mã số 10 sau. Tại em lộn hồi nãy cái mã số 8 xong mã số 9 á, em sẽ quay lại cái mã số 9 nha. Thì cái mã số 9 là một cái cây vít xin mà lắc Japan nè. Cây này thì nó lắc nha các anh chị. Để cái nút chính giữa thì là nó làm một cái vít bình thường, còn mình đẩy lên thì lắc qua lắc lại. Thì cây này cái mũi của nó xấu nha các anh chị. Đó, cái mũi của nó xấu rồi, cũng xài được nhưng mà cái mũi nó không được đẹp. Thì cây này chiều dài của nó là 20 cm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 20 cm, mã số 9, 80k. Tiếp theo là mã số 10 nha các anh chị. Mã số 10 là một cái cây của KTC nha các anh chị. KTC, cây này thì nó đây, cái chữ của nó mờ quá nha các anh chị. Đó, KTC. Các anh chị thấy không? KTC Kyoto Tone nha các anh chị. Mờ quá trời. Thì cái này hình thức của nó là chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. 15 cm. Rồi. Cái đầu khẩu của nó là 3/8 nha các anh chị. Khẩu của nó là 3/8. Rồi mã số 10, 150k. Tiếp theo là mã số 11 nha các anh chị. Mã số 11. Rồi một cái cây cũng của KTC Kyoto Tone nha các anh chị. Thì cây này cũng là chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Chiều dài của nó là 15 cm. Thì cái khẩu của nó cũng là 3/8 này. Khẩu còn khá đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 15. Mã số 11 nha các anh chị, 150k, mã số 11. Tiếp theo là mã số 12 nha các anh chị. Mã số 12 là một cái cây cần Somat 250. Thì cái này hình thức của nó nha các anh chị. Thì các anh chị đó, Somat. Thì các anh chị mình dặn như vậy nha các anh chị đó. Mình muốn cái
bẻ lưỡi tùy theo ý của mình nha các anh chị, nhưng mà bẻ vừa vừa thôi chứ dặn mạnh quá, lớn quá, đưa tới nhiều quá là nó sẽ bị gãy răng nha các anh chị. Đó. Thì các anh chị nào mà mình dặn vừa vừa thôi, nó thuộc sơ sơ thôi. Thì cái này chiều dài của nó là 18 cm nha các anh chị, 17 cm nha. Hình thức của nó này hoạt động tốt nha các anh chị. Đó, này. Mình quay theo cái số này. Đó. Số mà mình muốn bấm số nào thì mình quay số đó nha các anh chị. Đó. Bấm cửa nào thì mình quay. Quay hết cửa. Rất là rộng nha các anh chị. Rồi. Mã số 12 nha các anh chị. 230k. Tiếp theo là mã số 13 nha các anh chị. Mã số 13 là một cái cây dao này thì dùng để... các anh chị dùng để làm gì con không biết nữa, thì em sẽ quay hình thức của nó, của cái hiệu Opa gì Made in Japan nha các anh chị. Đó, Made in Japan này. Thì cái này cái lưỡi của nó nha các anh chị, nó có hai đầu lưỡi này, bên này trang này có một cái lưỡi nữa này. Đó, hai bên hai đầu lưỡi, thì cái lưỡi của nó là chiều dài lưỡi khoảng 35 nha các anh chị, chiều dài lưỡi là khoảng 35. Còn chiều dài nguyên cây này thì 13 năm nha các anh chị. Đó, 13 năm. Thì cái này mình làm xong rồi mình tuột lại nha các anh chị, đó, mình bảo vệ nó. Tuột lại rồi dặn lại. Ofa Made in Japan. Rồi mã số 13 nha các anh chị, 100k. Tiếp theo là mã số 14 nha các anh chị, là một cây kéo cắt cành. Thì cây này là hình thức của nó này, nó có chữ nha các anh chị. Ốc đồng dây da rồi cũng còn này, có chữ dập. Thì cây này là size của nó là 18 nha các anh chị. Size 18. Dây da còn nha các anh chị. Đó. Em sẽ cắt thử giấy cho các anh chị xem nha các anh chị. Cái trái còn ngọt nha các anh chị. Đó. Rồi, mã số 14 nha các anh chị, 300k. Tiếp theo là mã số 15, là một cái cây cưa này. Thì cái hình thức của nó như vậy nha các anh chị. Đó, gôm bôi. Thì cái cắn là gôm bôi nha các anh chị, cắn là gôm bôi này. Nhưng mà cái lưỡi của nó này, cái lưỡi của nó thì như vậy nha các anh chị. Đó. Cái lưỡi này. Cái lưỡi thì không phải của gôm bôi nha các anh chị, thì em đó, thì cái lưỡi sau thì em nói vậy nha các anh chị. Đó, thì em lấy về sau thì em bắn dạy đó, thì cái lưỡi của nó như vậy. Thì cái lưỡi nó của nó là để em đo thử dài là bao nhiêu, chắc 21 rồi. 21 nha các anh chị, chiều dài lưỡi là 21. Hình thức lưỡi này, răng của nó. Cái lưỡi này là không phải lưỡi gôm bôi nha các anh chị, thì em lấy như vậy này đó, gôm bôi này. Cái lưỡi như vậy này không phải cái lưỡi gôm bôi. Thì sao em bán dạy nha, nhưng mà cái lưỡi đây thì cũng còn khá bén nè. Mã số 15, 300k. Cưa gấp nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 16 nha các anh chị. Mã số 16 là một cái cây cưa của ARS này. Cây này thì còn khá bén luôn nha các anh chị. ARS này. Thì lưỡi của nó là 21 nha các anh chị, lưỡi của nó là 21. Lưỡi của nó 21 hay 24. Lưỡi 21 nha các anh chị. Thì cái phần ARS này, cây này còn khá mới luôn, rất là bén luôn nha các anh chị. Các anh chị nào mua về mà cưa cay rồi
Là ok luôn. Đó, cắn cũng đẹp luôn. ARS PS22. Mã số 16 nha các anh chị, 170k này. Bán ngót luôn nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 16, mã số 17 nha các anh chị. Mã số 17 là một cái cây thước thước cạch nha các anh chị, nhưng mà cây này hiệu là Mitutoyo. Made in Japan nha các anh chị, Mitutoyo này, Made in Japan. Thì cây này còn khá mới luôn nha các anh chị. Đó, hình thức của nó nè. Japan. Phần đo lỗ. Rồi thì cái này, đó, em sẽ quay kỹ cái mũi đó nè. Đẹp luôn nha các anh chị. Cây này thì còn khá đẹp luôn. Bên này. Rồi cái này chiều dài của nó là 200mm nha các anh chị. 200mm 20cm. Logo nội địa Nhật. Còn khá đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 17. 620k. Tiếp theo mã số 18 nha các anh chị, là một cái cây kìm cắt. Thì cây này hiệu của nó là Fuyia nha các anh chị. Fuyia logo nội địa Nhật này. Cái tay cầm này thì người ta có ghi cái chữ đó. Nhưng mà tay cầm thì nó không có rách gì hết, nhưng mà nó có cắn cắn, với lại cái màu nó hơi xấu nha các anh chị. Đó. Cái màu nó hơi không được đẹp, nó hơi cắn cắn, chạy cái vỏ mình cầm. Nhưng mà lưỡi thì còn khá khít nha các anh chị. Đó, lưỡi khít. Em sẽ quay cái phần lưỡi cho, răng lưỡi này. Lưỡi không mẻ gì hết nha các anh chị. Thì cái này chiều dài của nó là 18cm. Chiều dài của nó là 18. Rồi mã số 18, 180k nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 19. Là một cái cây kìm của Fuyia luôn. Thì cây này Fuyia Made in Japan. Cây này thì nó có lỗ tuốt nè, nó có bấm cốt luôn nha các anh chị. Cây này là size 19. Cái này size 19 nha các anh chị. Đó, thì cái này Fuyia tay cầm rồi đẹp hết nha các anh chị. Tay cầm đẹp nè. Phần lưỡi khít này không có hở luôn. Cái này là lỗ tuốt. Thì em sẽ quay cái ngàm cho các anh chị xem. Đó. Rồi, phần răng Fuyia Made in Japan. Có bấm cốt, có lỗ tuốt. Rồi mã số 19, 250k. Tiếp theo mã số 20 nha các anh chị, là một cái cây kìm của Mary. Thì cây này logo nội địa Nhật này. Đó, Mary Japan. Thì cây này chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 19. Thì cái phần đầu của nó này khít nha các anh chị. Lưỡi cắt khít nha, không có hở gì hết. Rồi, phần ngàm đẹp. Đó, em sẽ quay kỹ cái lưỡi này. Lưỡi không mẻ nha các anh chị. Đây cái này. Đó. Tay cầm được đẹp nha các anh chị. Tay cầm không có mẻ, không có rách gì hết á. Mã số 20 nha các anh chị, 200k. Tiếp theo là mã số 21 nha các anh chị. Một cái cây kìm quả. Thì cây này của hiệu Senki nha các anh chị. Logo nội địa Nhật. Cây này chiều dài của nó là 250mm. Thì cái phần ngàm. Phần ngàm nha các anh chị. Chiều dài. Cây này nó có đó. Hình thức của nó này. Thì nó không có rách nha các anh chị. Nhưng mà nó có cắn nhẹ. Những chỗ nhẹ thôi, trài sơ thôi. Nhưng mà không có rách nha các anh chị. Nó như cái vỏ này nó bị cắn nhẹ vậy nè. Đó. Nó không có rách mà nó có cắn gì vậy đó. Rồi. Hoạt động bình thường nha các anh chị. Rồi em nhắc lại cây này chiều dài của nó là 250. Thì cái em sẽ mở kiểu như dài này. Em sẽ đo cái phần miệng của nó này. Cái hình thức để như dài này. Thì em sẽ đo cái phần rộng miệng của nó. Là 39 nha các anh chị.
Rồi mã số 21, 200k. Tiếp theo là mã 22, là một cái cây khóa dòng nha các anh chị. Cây này thì hiệu của tớp nè. Tớp. Cây này đầu khóa của nó là 10-12 nha các anh chị. Thì cái hoạt động bình thường. Hả? Hoạt động bình thường nha các anh chị. Lấy cơm cho nó ăn luôn. Thì bên này, cái cây này thì nó bị tróc xi cái đầu này nha các anh chị. Nó chỉ tróc xi một bên thôi. Còn bên này đẹp nè. Đó. Bên này đẹp, bên này tróc xi nè. Rồi mã số 22 nha các anh chị. À, để em đo cây này chiều dài của nó. Chiều dài của nó là 13 năm nha các anh chị. Chiều dài hết cỡ là 13 năm. Rồi mã 22, 120k. Tiếp theo là mã 23 nha các anh chị. Thì cái cây này cũng đầu 10-12 nè. Thì cũng hoạt động bình thường nha các anh chị. Đó, cây này thì nó không có chữ hiệu gì hết. 10-12 không chữ hiệu gì hết. Nhưng mà cái bề ngoài nó còn đẹp nha các anh chị. Đó, hai bên này đẹp hết nè. Rồi mã 23, 100k nha các anh chị. Tiếp theo là mã 24. Mã 24 là một cái trần trượt tôn nha các anh chị. Hiệu tôn này, logo nội địa Nhật. Thì cái này là khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. Trượt rồi bình thường nè. Đó, cái này thì nó có cái đầu chặn nè. Cái bên này thì nó tróc xi nha các anh chị. Nó bị tróc xi một chỗ nè. Thì cái này chiều dài của nó là 25 cm. Rồi mã 24, 200k. Tiếp theo là mã 25. Là một cái cây cần lúc lắc nha các anh chị. Lúc lắc. Đó, lúc lắc. Thì cây này hiệu KTC Japan nha các anh chị. KTC Japan. Thì cây này đếm rồi. Thì cái này chiều dài của nó cũng 25 cm nha các anh chị. Nhưng mà khẩu của nó là 3/8. Thì cái này hình thức còn khá đẹp nha các anh chị. Mã số 25, 200k. Tiếp theo là mã số 26 nha các anh chị. 26. Thì cái này là đầu nối. Một đầu nối 1/2 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 25 cm. Hiệu của nó là tôn. Logo nội địa Nhật Japan. Hồi nãy cái này là hiệu gì? À, KTC. Cái này là mã 25 là hiệu KTC. Rồi mã 26 là hiệu tôn. Logo nội địa Nhật Japan. Thì cái này chiều dài của nó là 25 cm nha các anh chị. Thì cái này hình thức của nó này, cái đầu này. Đó, cái đầu này nó bị trài trài nha các anh chị. Đó, nó bị trài nè. Bị trài. Nhưng mà cái lỗ cái khẩu này 1/2 thì nó không bị gì nha các anh chị nè. Em nói vô nè. Nói bình thường nha các anh chị đó. Nói bình thường. Chút à. Nó chỉ bị trài bên ngoài thôi, còn cái phần đó là nói bình thường nha các anh chị, nó không bị gì hết. Thì là tại vì nó bị dập dập như vậy thì em sẽ bán giá thanh lý nha các anh chị. Rồi mã 26, 140k. Tiếp theo là mã 27, là một cái cây nối, khẩu của nó là cũng 1/2, hiệu tôn da băng luôn. Thì cái khẩu của nó này, cái phần này nó hơi bị tróc xi nhẹ nha các anh chị. Đó. Cái này chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Mã 27, 130k. Tiếp theo là mã 28, là cũng một cái cây gần nối luôn nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó cũng 15 cm. Khẩu của nó là 1/2. Cây này thì hiệu KTC, logo nội địa Nhật. Đó, khẩu đồ còn đẹp hết nha các anh chị. Rồi mã số 28, 130k. Tiếp theo là mã 29 nha các anh chị. Mã 29 là một cái cây này là của hiệu Hit. Hit nha các anh chị, logo nội địa Nhật. Cái bên này có chữ Japan nè. Thì cây này còn khá đẹp nha các anh chị. Đó, đầu khẩu rồi đẹp hết luôn. Cái đầu này cũng đẹp luôn, như mới luôn, chưa có dính gì hết. Cái này chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Mã 29, 130k. Tiếp theo là mã 30, là một cái tay nối. Tay này thì của tôn, logo nội địa Nhật Japan. Đó, cái đầu khẩu của nó này. Khẩu 1/2 nha các anh chị. Thì cái này chiều dài của nó là 25 cm. Cái này thì không lỗi lầm gì nha các anh chị. Đầu đẹp hết. Rồi mã 30, 180k. Tiếp theo là mã 31 nha các anh chị. Thì cái này là
cũng tên này nha các anh chị, tên logo nội địa Nhật giá bền. Thì cái này khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị, cần tự động hoạt động bình thường. Cái này chiều dài của nó là 27, chắc 27 đúng rồi, chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Hình thức của nó này, khẩu đồ còn đẹp nha các anh chị. Rồi mã 31, 280k. Tiếp theo là mã 31. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Mã 32 thì là một cái cây, cây này là cây mỏ lết nha các anh chị. Mỏ lết UM30. Thì cái phần cái này thì bề ngoài thì nó hơi xấu nha các anh chị. Cái này là của hiệu Lotter này. Đó. Bề ngoài thì nó hơi xấu này, nhưng mà hoạt động tốt này. Đoạn ngầm. Cái này miệng của nó mở rộng là, để hôm qua người ta có để không? Không để. Em sẽ đo thử cho các anh chị xem nha. Miệng mở rộng của nó là 30 nha các anh chị, miệng mở rộng của nó là 30. Cái này chiều dài của nó là 20. Đúng rồi, chiều dài là 20 nha các anh chị, mà miệng mở rộng của nó là 30. Là để U30. UM30. Đó thì cái hình thức này con tôm Lotter. Đó phần ngầm. Rồi mã 32 nha các anh chị, 200k. Tiếp theo là mã 33 là một cái cây mỏ lết của hiệu logo của Mitsubishi nha các anh chị. Đó, Mitsubishi, logo nội địa Nhật. Tiếp theo, cây này thì chiều dài của nó là 250mm nha các anh chị. Chiều dài 250 thì miệng mở rộng của nó là 250, miệng mở rộng là 30 nha các anh chị. 3 sen, 30mm. Đó thì cái hình thức của nó này. Ngầm đồ còn đẹp hết, không rơ lát nha các anh chị. Ngầm đồ còn ái này thì hoạt động tốt, hoạt động tốt nha các anh chị. Mitsubishi. Rồi mã 33, 170k. Tiếp theo là mã 34 nha các anh chị. Mã 34 là một cái cây mỏ lết hiệu tớp. Cây này cũng chiều dài nó 250mm, thì miệng mở rộng của nó là cũng 30mm nha các anh chị. Đó, hiệu tớp logo nội địa Nhật. Cái này hơn găng tay nha các chị. Đó, hơn găng tay này 25. Thì hình thức ngầm này, ngầm đẹp nha các chị. Đó, hoạt động tốt. Ngầm đó này. Đó. Rồi mã số 34, 34 nha các chị, 220k. Tiếp theo là mã 35, cũng một cái cây mỏ lết của hiệu tớp luôn nha các chị. Cái này thì chiều dài của nó cũng 250mm, nhưng mà nó bị tróc xi nhẹ chỗ này nha các anh chị. Đó. Rồi. Thì cũng hoạt động bình thường. Ngầm đẹp luôn. Ngầm đẹp luôn nha các anh chị. Không đưa lắc gì. Rồi. Cái này thì chiều dài của nó 250mm, thì miệng mới rộng cũng là 30mm nha các anh chị. Rồi mã số 35, 220k. Tiếp theo là mã số 36 nha các anh chị. Là một cái thước dây, thước này thì 2m nha các anh chị, logo nội địa Nhật này. Em sẽ quay kéo ra cho các anh chị xem này. Đó, logo nội địa Nhật 2m, hiệu nó là KDS nha các anh chị. Thì các anh chị bấm cái nút này thì nó chạy vô nha các anh chị. Hồi nãy bấm chạy vô mà lỗi gì rồi. À, sao tự nhiên nó lỗi quá ta. À, bỏ qua luôn đi, khó quá bỏ qua. Giờ mã 37 nha các anh chị. Mã 37 là một cái cây thước góc này. Thước này thì hiệu của Xinhua nha các anh chị, Xinhua này. Đó. Thì nó chiều cao của nó như vậy là chiếm cánh cục 15 sen nha các anh chị. Ủa không, cái này chỉ có 12 sen à. 12 sen nha các anh chị. Bên này 15. Kì vậy. Đó. Thì hình thức hai bên này.
5, 10, 15 bên này, 12 sen. Rồi logo nội địa Nhật đó, thì xuyên qua. Mã số 37, 170k. Tiếp theo là mã 38 nha các anh chị. Ba mươi tám là một cây thức thủy. Cây này thì nó có cái gì 500 nha các anh chị, có 500 hít thì hít 500 hít khá mạnh nha các anh chị. Đó. Thì cây này chiều dài của nó là 10 nha các anh chị, 10 chắc 10 thôi. Đúng rồi, chiều dài nó là 10 nha các anh chị. Thì nó có hai ống thủy này. Thì cây này nó không có hiệu gì hết nha các anh chị. Nó có cái bản này mà bây giờ về trà nó trài mất rồi, không có cái chữ gì luôn á. Nhưng mà có hai mắt thủy còn khá đẹp. Thì em sẽ quay kỹ cho các anh chị xem rồi. Mã số 38 nha các anh chị. Hai ống thủy. 150k nha các anh chị, mã 38 150k. Tiếp theo là mã 39 là một cái kéo bướm. Một cái kéo bướm nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 20 nha các anh chị, chiều dài của nó là 20, hình thức này logo dập này. Đó, lưỡi không mẻ gì hết nha các anh chị. Lưỡi không mẻ thì em sẽ cắt thử trái. Cái trái thì khá bén nha các anh chị. Trái khá ngọt luôn. Đây. Cái bướm này logo dập chữ này. Không có mẻ gì hết. Rồi mã số 39 250k. Tiếp theo là mã số 40 nha các anh chị. Mã 40 là một cái cây clê 300mm. Thì hiệu của nó là MCC nha các anh chị. Thép là gì đó. 300mm MCC. Thì cây này cái hình thức của nó này, mình quay vô tới này là hết cửa nha các anh chị. Đó, nó có cái đồ chặn này đó, quay ra. Ngầm được còn đẹp hết nha các anh chị. Rồi. Mã số 40. 250k 300mm. Hình thức của nó này. Rồi em kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Xin chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ. Chào tạm biệt các anh chị ạ.